Tôi vừa nói gì? Thấy không, đó là bằng chứng tôi đang già đi. Khi gì? Trước đó chúng ta nói gì? Thay đổi luật không phải như được, ta thay đổi luật bởi vì ta là tổng thống. Họ sẽ hỏi quý vị tại sao người Philippines sẽ được lợi ích gì từ đó. Người dân chúng ta đã phải kiếm việc làm ở nước ngoài rồi. Tại sao còn muốn nhận những người bơ vơ này, vô gia cư, vô tài sản? Và thậm chí mình không biết họ sẽ làm gì cho quốc gia chúng ta, hoặc liệu họ có là người tốt hay xấu, hoặc rắc rối gì chăng. Cho nên không dễ vậy đâu, và rồi cũng có phe đối lập. Và mỗi quốc gia họ cũng có đảng xã hội chủ nghĩa nào đó, ở Philippines cũng vậy, và dĩ nhiên họ sẽ chống lại quyết định đó. Nhưng giáo hội công giáo, hội đồng giáo hội công giáo trong hội Thiên Chúa giáo, hội đồng lãnh đạo, linh mục, hồng y và tất cả những người nhân từ này, họ hối thúc chính phủ nhận người tị nạn, bởi vì lúc bấy giờ không ai muốn nhận thêm người tị nạn Âu Lạc nào nữa. Chỉ bắt hồi hương thôi, tất cả thời điểm kết thúc chương trình nhân ái cho người tị nạn, nên chỉ có 5.000 người sẽ trở về Âu Lạc Việt Nam. Và quý vị có thể thấy trên báo, người tị nạn tự tử, họ dùng dao tự đâm vào bụng và tự cắt cổ họ, làm bất cứ gì để phản đối hồi hương. Một số người này đã làm vậy, tôi thậm chí phải đến thăm họ trong bệnh viện. Một số người sống sót nhưng khó qua khỏi, gần chết rồi, hoặc họ tuyệt thực chỉ để phản đối bởi vì họ rất sợ trở về Việt Nam. Tôi nói rồi, tất cả tuyên truyền thật sự có hiệu quả, dĩ nhiên quảng cáo có tác dụng, thành ra họ chi tiền tất cả các công ty lớn, họ chi hàng triệu tỷ để quảng cáo. Nó cũng ảnh hưởng tôi nữa. Bình thường tôi không thích uống Coca-Cola hoặc mấy thứ như thế, nhưng có lúc xem trên truyền hình, tôi nhớ có một thứ như là Coca-Cola, và tôi uống một ly, được thôi. Tại sao cả ngày cứ nghĩ tới Coca-Cola, tôi chỉ uống một ly và rồi yên ổn và tiếp tục làm công việc của mình. Tôi nghĩ vậy đó, nhưng không phải vậy. Họ bảo họ mua một hai chai rồi. Tôi chỉ uống vài ngụm thôi, xong rồi không thấy ngon, không thấy gì cả. Tôi mới dùng túi quấn quanh miệng chỉ và rồi tôi bịt nó lại, cất trong tủ lạnh. Rồi lần sau, nếu tôi bị xúi dục lần nữa bởi quảng cáo ma mị nào đó trên TV, đôi khi tôi phải xem nó không biết sao, nhưng nó chỉ khiến mình... Và rồi tôi sẽ uống vào mùi vị thậm chí còn tệ hơn, và nó ở trong tủ lạnh nhiều tuần rồi. Mùi vị chỉ như đường, không có ga, nước đường và đắng. Và không biết nữa, tôi nói khớm và rồi nhổ ra. Tôi lại cất vào tủ lạnh. Tôi cố tình làm vậy. Cứ cười đi, tại sao? Quý vị được phép cười hay không? Bên ngoài có nói rằng quý vị không được phép cười không? Tôi thích nghe tiếng cười của quý vị, như vậy tốt, nó tạo ra năng lượng tốt. Họ có yoga cười phải không? Tôi kết hợp. Luôn luôn kết hợp công việc với vui đùa để làm quý vị cười. Tôi không có yoga cười chính thức ở đây, nhưng quý vị cũng cười hoài. Như vậy tốt. Quý vị quá lịch sự. Tôi đoán người Tây Phương rất e dè. Nếu tôi trực tiếp nói chuyện với người Âu Lạc hoặc người Hoa, họ sẽ cười thả ga. Lần sau quý vị không cười thì đi xuống phía dưới để mấy người Hoa lên đây. Hãy chắc chắn là nghe được quý vị cười, tôi không nghe gì hết. Quý vị có cười hay không? Không nghe thấy gì hết. Tôi chưa nghe thấy gì. Dạ có cười, được rồi. Cảm ơn sư phụ rất nhiều. Được rồi, không có chi. Trước đó nói gì vậy? Coca-Cola. Tôi cố tình làm vậy. Bình thường mấy lần đầu tôi không biết điều đó. Chỉ là tôi rất tiết kiệm. Nếu không thể ăn hết phần còn lại, tôi để dành cho lần sau. Nhưng bây giờ tôi biết rằng đó không ngon, nhất là Coca-Cola cũ. Nên tôi sẽ cất vào tủ lạnh lại. Bây giờ tôi cố tình làm vậy bởi vì càng để lâu nó càng dở, để ảo tưởng sẽ biến mất. Tốt tốt, tuy nhiên đôi khi họ quảng cáo hoặc làm điều gì đó thì tôi vẫn muốn nó, hoặc có lẽ người nào đó gần tôi thích uống Coca-Cola. Nói quý vị hay, họ ảnh hưởng mình.
Thật đó tôi không thực sự thích bánh pizza thuần chay cho lắm ở Ý. Đôi khi tôi đi, nếu phải đi ăn ngoài và không có gì khác thì ăn vậy dễ hơn, vì mình có thể đặt pizza không có cái gì vào. Nhưng mì Ý, quý vị không biết đâu, một số mì Ý có trứng, một số mì Ý không có trứng, nên chỉ khi nào quý vị mua hoặc tự mình làm thì mới biết chắc chắn. Nếu vào nhà hàng ăn mì Ý thì không bao giờ biết chắc. Thành ra tôi không ăn, chỉ ăn bánh pizza. Nó đơn giản. Quý vị không thể ở trong nhà hàng hoặc quán cà phê chờ người nào đó và chỉ uống nước thôi. Người ta ăn xung quanh và quý vị chiếm lấy một cái bàn mà không ăn gì sao? Lần sau quý vị đi vào họ sẽ nói chúng tôi hết chỗ rồi. Quý vị không thể vào. Cho dù có quá nhiều thì họ cũng nói chúng tôi không còn chỗ. Nếu quý vị hỏi cái bàn đó, ồ, bàn đó đã được đặt trước rồi. Nào, hồi nãy nói gì vậy? Cái gì? Tôi cũng không thích bánh pizza, thật sự không thích bánh pizza. Và dạo này, ngay cả trong nhà bếp, thỉnh thoảng họ làm pizza, họ đưa cho tôi vài phần, tôi chỉ ăn vài miếng và rồi chó sẽ thưởng thức. Thế rồi họ nghĩ sư phụ ăn rất nhiều, lần sau họ đưa cho tôi thêm nhiều bánh pizza. Mấy chú chó mừng lắm. Nhưng khi ai đó ở gần tôi, người nghiện bánh pizza, thì tôi sẽ muốn bánh pizza mỗi ngày và sẽ ăn nguyên cả cái bánh pizza, cả một cái bánh lớn. Ban đầu tôi hứa được rồi, tôi chỉ ăn vài miếng và sẽ giao cho quý vị phần còn lại. Như thường lệ, tôi nghĩ đó là chuyện bình thường. Khi không có chó xung quanh, thì không còn ai khác cả cái bánh pizza lớn như thế. Bản ngã sư phụ, đại ngã, ăn nguyên cả cái bánh pizza, nuốt lời hứa. Và rồi tôi nhớ ra và nói, ồ xin lỗi, tôi ăn hết rồi. Ăn hết rồi. Lúc nào quý vị cũng ra ngoài mua được mà ha. Không thành vấn đề, họ nói. Ồ dĩ nhiên không thành vấn đề sư phụ. Họ nói không thành vấn đề. Nhưng họ nghĩ, ồ sư phụ, ngài không thích bánh pizza. Mà nhìn ngài kìa, ngài ăn cả bánh pizza, không cho chúng con miếng nào, thậm chí không còn một mảnh vụn. Đại ngã đã ăn bánh, không xấu hổ, không gì hết, chỉ thưởng thức thôi. Tôi mừng là có ai như thế thỉnh thoảng ở gần bên, để tôi có chút cơ hội có thể thưởng thức món gì đó. Giống như ở Ấn Độ, tôi phải uống trà mỗi ngày, trà chai. Tôi phải uống trà chai mỗi ngày. Có rất nhiều trong đạo tràng. Dù không còn thức ăn nhưng luôn luôn có trà chai. Vì vậy tôi mua một ít mì và họ có trà chai nóng. Tôi không có gì để nấu nước, không được phép vào trong bếp. Ý nói nhà bếp không có gì để nấu, sau khi nấu xong họ dọn cất mọi thứ. Vì vậy tôi dùng trà chai nóng và bỏ mì vào đó. Mì ăn liền. Chỉ có một loại mì ăn liền tôi có thể ăn, mì cà ri. Loại duy nhất, mấy loại khác không phải thuần chay. Và tôi cho mì vào đó đẩy nó lại bằng cà ăn của tôi. Và mì cần thời gian lâu hơn mới mềm. Nhưng mì sẽ mềm và mình vẫn thưởng thức được. Thế nên nếu đến Ấn Độ, quý vị có thể làm như vậy. Mẹo hay đó là cách tôi sống sót, bởi vì đôi khi nếu tôi làm việc và đi vào phòng ăn thì không còn gì để ăn, hoặc chỉ phải biến xà lách mà họ không muốn ăn. Trời ơi, tôi nói nhiều quá. Từ Âu Lạc, Việt Nam sang Philippines, sang Ấn Độ. Trước đó là gì? Quý vị dường như luôn biết mọi điều, hả? Coca-Cola, pizza. Tôi muốn nói là sự tuyên truyền thực sự có hiệu quả, sự tuyên truyền hoặc năng lượng của người khác xung quanh mình. Bởi vì năng lượng là năng lượng, quý vị không thể cấm nó đến với quý vị, đi vào từ trường của mình. Thành ra một số xã hội, họ chỉ rời khỏi sự ồn ào tất bật của thế giới và họ chỉ ở chung với nhau, như xã hội dòng Essene, như người Amish. Họ không tương tác quá nhiều với thế giới, ngoài trừ những gì cần thiết. Họ ở cùng nhau, giữ niềm tin và họ vững mạnh năng lượng của họ theo cách họ muốn. Đó là tại sao các giáo đoàn tăng ni được hình thành. Và họ chỉ muốn sống cách xa ra và muốn sống cách xa với quý vị, sắp xếp lại đời sống để giảm chi phí và nhu cầu của mình. Vì vậy, người xuất gia chỉ mặc đơn giản,
chỉ một loại y phục, một hoặc hai bộ, và sau đó, nếu không có tiền thì đi khất thực, hoặc đi đào một số, hái một số mầm hoặc một số ngó sen, đại khái vậy, để sống qua ngày. Và rồi quý vị có thể dùng thời gian của mình để ở với những người cùng chí hướng đơn giản, có tâm linh thuần khiết, nhưng không phải ai trở thành người xuất gia cũng thực sự nhận ra những gì họ muốn, và rồi cũng sẽ đi sai đường. Quý vị hiểu ý tôi nói không? Và rồi thay vì theo sự thuần khiết, thuần bái Thượng Đế, họ đi lạc đường, và vì sau đó có lẽ trở nên mê tín, hoặc làm điều này điều nọ, pha trộn mọi thứ, rồi nó không còn giống nữa. Và rồi ma vương sẽ dùng ham muốn hoặc tham vọng của họ để dẫn họ đi lạc lối. Lúc bế quan, có lẽ chúng ta có nhiều thì giờ hơn, tôi sẽ đọc quý vị nghe về điều đó. Tôi sẽ giải thích và đọc đủ loại ma đến với quý vị, đủ loại quỷ đến cám dỗ quý vị, và quý vị sẽ trở thành như thế nào và làm sao ngăn tránh được điều đó. Từ Kinh Lăng Nghiêm của Phật giáo. Kinh đó rất quý báu. Kinh nói rằng, khi đến thời mạt Pháp như Đức Phật đã viên tịch quá lâu rồi, thì Pháp đó sẽ là Pháp đầu tiên biến mất. Bộ Kinh đó sẽ là bộ Kinh đầu tiên biến mất. Đó là một bộ Kinh rất quý báu. Bên trong Kinh có nhiều lời khuyên, bên trong Kinh có nhiều Bồ Tát, nhiều đại đệ tử của Ngài nói về Pháp thiền đạo là tốt nhất, thích hợp nhất cho những linh hồn vĩ đại và những linh hồn trung bình, cũng như những linh hồn thấp hơn. Ý nói đẳng cấp tâm linh thấp, không có gì là linh hồn thấp, linh hồn cao, chỉ là có nhận thức hơn nhé. Những linh hồn nhận thức cao hoặc nhận thức trung bình hoặc nhận thức thấp hơn là như vậy đó. Đức Phật, dĩ nhiên tôi đã kể quý vị trước đây lâu rồi, rằng sau khi Ngài hỏi tất cả các đệ tử của Ngài, các Bồ Tát tu pháp môn nào, tất cả họ liệt kê pháp môn khai ngộ đầu tiên của họ. Và rồi Quán Thế Âm Bồ Tát, Quán Thế Âm cũng liệt kê pháp môn này, đó là pháp môn nhị căn. Và rồi một trong các đệ tử của Ngài, bây giờ tôi không nhớ tên, lúc đó đã tóm tắt lại và nói, dĩ nhiên xét cho cùng, pháp môn âm thanh, thiên đàng nội tại, pháp môn nhị căn, pháp xoay tánh vẫn là pháp tốt nhất, thích hợp nhất và lâu bền nhất và đáng tin cậy nhất. Bởi vì mọi pháp khác, như nếu quý vị nương vào mũi để ngửi hầu được khai ngộ, nương vào hơi thở hầu được khai ngộ, mọi pháp khác đều không đáng tin cậy. Nếu không có khứu giác thì làm sao quý vị tu? Ví dụ như thế. Và nếu không có xúc giác thì quý vị không thể đạt khai ngộ. Không phải sao? Đó là những điều chư Phật Bồ Tát thảo luận trong bộ kinh đó. Vì vậy tôi rất thích bộ kinh đó. Nó cô đọng với pháp môn khai ngộ và pháp môn tốt nhất, đáng tin cậy nhất và nhanh nhất, và cùng kết hợp cách để nhận biết nếu mình đi lạc lối và tại sao mình đi lạc lối, và làm thế nào để có thể tự cứu mình. Khi bế quan quý vị đến dự, và tôi có nhiều thì giờ hơn để đọc và giải thích cho quý vị. Ngay bây giờ, ồ, Đức Phật mình không thấy đâu cả, Phật đáng thương. Trời ơi, trời ơi, trông như chúng ta có bế quan cả ngày ở đây. Lúc nãy nói gì? Thôi kệ, chúng ta trở lại đọc truyện tóc bạc. Tôi có nhiều tóc bạc, nhưng tôi không phải chờ tóc bạc nhất mình. Tôi không cần phải sống 84,000 năm để biết điều đó. Đức Phật dĩ nhiên Ngài sống lâu, hầu có thêm nhân duyên với mọi chúng sinh. Càng sống lâu, Ngài càng có thể tạo nhiều nhân duyên, và rồi sau đó, khi thành Phật, Ngài có thể giúp họ nhiều hơn. Được rồi nào, ngay cả lúc bây giờ Ngài không phải là Phật, nhưng như là Thiên Vương, nên tên Ngài là Makadeva. Bây giờ Đức Phật thấy tóc bạc, Ngài trở nên rất lo âu rồi.
Thế nên đúng vậy, Ngài biết thời gian của Ngài không còn lâu. Nhưng không phải như vậy. Ngài vẫn còn 84.000 năm nữa, khoảng đó để sống tiếp. Không phải như Ngài sắp chết, như 10 năm nữa hoặc thậm chí 100 năm nữa, không 84.000 năm nữa. À, 84 có nghĩa là rất nhiều, nhưng không có nghĩa chính xác là 84.000 nhé. Tại Ấn Độ lúc bấy giờ dường như họ có con số nào đó cố định. Nếu rất nhiều thì họ nói là 500, và nhiều hơn nữa là 2.000. Nhiều hơn nữa thì 84.000. Vì vậy Đức Phật luôn đề cập như vậy. Nhưng nếu có 84.000 pháp ngôn và 6 bộ kinh, 84.000 vô lượng kiếp, 84.000 kiếp hoặc 9.000, biết không? Họ nói như vậy, đó là một con số cố định. Và nếu rất nhiều hơn con số họ có thể nghĩ tới, họ có thể nói hàng hà sa số. Giống như chúng ta bây giờ, chúng ta nói nhiều vô số.